Lòng tin nơi Thượng Đế, ngày 16 tháng 12 năm 2008 tại Pháp. Để tôi kể quý vị nghe một chuyện. Ngày xưa tại một nơi gọi là xã Tuyên Thành, có một người có lẽ là người Trung Hoa, tên là Tô Bản Du. Ông không ăn thịt bít tết đã lâu. Ông không muốn ăn thịt bít tết. Vì vậy, mỗi khi người ta đưa bít tết cho ông, ông không ăn. Thay vì vậy, ông đưa cho thân quý hay thuộc hạ ăn. Ông ta nghĩ rằng như vậy là vô tội, bởi vì ông không hề ăn miếng bít tết nào cả. Một ngày bỗng nhiên ông ngã bệnh. Ông Tô ngã bệnh. Đa số bác sĩ bên ngoài dùng thuốc có chứa thành phần động vật. Bác sĩ của ông trộn ốc bò với rượu cho ông uống. Bác sĩ lấy đó làm thuốc cho ông. Chào ơi, nghe thật khiếp. Rồi đêm đó, ông nằm mơ, thấy một vị thần. Mặc áo vàng tuyệt đẹp, màu vàng kim rực rỡ. Vị thần đến với ông và mắng thật lớn tiếng. Người nhất định đã ăn thịt bít tết. Nếu không, tại sao thân thể hôi như mùi bít tết vậy? Ông Tô nói, dạ không. Đâu có, con không có. Con chưa bao giờ ăn miếng bít tết nào. Ý ông là ông không hề ăn thịt bò. Rồi vị thần mặc áo vàng nói, mang sổ sách lại đây, hãy kiểm xem. Ông bảo thuộc hạ mang cho ông quyển sổ. Quyển sổ gì vậy? Quý vị đoán được không? Đó là quyển sổ ghi lại nhân quả xấu và phước báo của mọi người. Quyển sổ được mang đến cho ông. Và ông nói, à, ta hiểu tại sao rồi. Mặc dù ngươi không hề ăn bít tết, nhưng ngươi đã phạm giới lúc bị bệnh. Ý ông là người kia không muốn ăn thịt bò và đã hứa không ăn thịt bò, nhưng đã thất hứa lúc bị bệnh. Đồng thời, ngươi đã mang thịt bò cho thuộc hạ. Và người hầu trong gia đình ăn. Kiếp sống của ngươi lẽ ra phải bị giảm vì điều này. Nhưng vì ngươi thành tâm sám hối, ta sẽ tha tội cho ngươi và tha mạng cho ngươi, đồng thời để ngươi làm gương cho người khác. Ta tha mạng cho ngươi để ngươi có thể kể câu chuyện của ngươi cho người khác biết. Thế là ông Tô mừng quá, rối rít cảm ơn vị thần. Ông cúi đầu bái vị thần và nói, nhưng lỡ như có người mang cho ta thịt bò trong tương lai, tôi phải làm sao? Có lẽ ông ta là một quan viên gì đó, nên đôi khi ông giúp đỡ người ta và họ mang thịt bò đến cho ông để tạ lễ. Cho nên ông hỏi, lỡ như người ta cho tôi thịt bít tết trong tương lai, tôi phải làm sao? Vị thần mỉm cười và nói với ông, hãy đem chôn thịt đó. Chỉ cần đem chôn dưới đất thì sẽ không sao. Vấn đề chính là ngươi thiếu cương quyết. Ta không lo rằng ngươi sẽ không làm việc thiện. Nếu ngươi thật sự muốn làm người tốt, yêu thương và bảo vệ thú vật thì ngươi sẽ làm bất cứ điều gì. Ngươi sẽ biết phải làm gì. Ngươi phải làm những điều tránh làm hại thú vật. Nhưng tốt nhất bảo người ta không, để một tấm bảng bên ngoài cửa nói, tôi không muốn bít tết. Để một tấm bảng ngoài cửa trước và một tấm khác cách đó vài cây số.
nói rằng ông Tô ngủ tại nơi gì đó, không ăn thịt bò, xin đừng mang tới, như vậy sẽ không sao. Nhưng điều đó rất khó, phải không? Ông ta có lẽ là quan chức thấp, không làm được như vậy. Thời đó không có báo chí để đăng cáo thị hoặc tờ thông tin ở đó. Phải, ông có thể làm tờ thông tin và phân phát khắp nơi. Người tặng ông thịt bò nhất định là từ làng ông. Không thể nào họ từ xa đến, phải không? Cho nên việc đó dễ. Ông có thể viết xuống câu chuyện này trên tờ thông tin và phân phát cho họ. Ông cũng có thể dán trước cửa cho mọi người đọc. Có lẽ ông có thể làm điều đó, có lẽ không. Bởi vì đôi khi không hợp pháp để làm như vậy, cho nên có lẽ ông không thể làm vậy. Vậy trong trường hợp đó, ông chỉ có thể chôn thịt bò. Thật ra, cho dù ông chôn thịt bò, con bò cũng đã bị giết rồi. Cho nên đây là hoàn cảnh khó khăn, nhưng vậy còn tốt hơn mang cho người khác ăn. Một khi người ta ăn, họ sẽ quên đi và rồi sẽ ngồi đó cầu nguyện Phật Bồ Tát, gửi thêm người mang thịt bò đến cho họ. Một khi thuộc hạ họ quen ăn thịt bò rồi, khi không còn thịt họ sẽ cầu Phật Bồ Tát mang đến cho họ thêm thịt và thịt bò để ăn. Rồi có lẽ điều này sẽ cổ vũ người ta sát sinh. Không phải chỉ là miếng thịt bò đó mà là sát nghiệp. Cho nên có lẽ nếu ông ta chôn miếng thịt, ít ra ông sẽ nói cho người ta biết. Nhưng nếu ông nói cho người ta biết có thể làm người ta buồn lòng, vậy đó không phải lời khuyên hoặc một đề nghị hoàn hảo. Nếu là chúng ta sẽ nói thế nào? Đừng mang đến, tôi sẽ không ăn. Anh phải biết khi đọc tờ thông tin, hãy xem truyền hình vô thường sư khi anh về nhà. Chúng tôi không ăn thịt cả, tất cả người nhà của tôi đều là trường chai, thuần chai. Cách này là tốt nhất. Tốt nhất là nói với thân nhân và bạn hữu, hoặc những ai quý vị nghĩ sẽ mang thịt bít tết đến, rằng thứ nhất, tôi không nhận cúng dường. Thứ hai, nếu quý vị nhất định phải mang gì đó, xin đừng mang thịt bò. Ý ông là ông không ăn bất kỳ loại thịt nào cả. Thịt bò là tượng trưng bởi vì nó từ thú vật lớn nhất. Cho nên khi người ta nói đến thịt bò, người khác sẽ hiểu rằng họ là người ăn thịt. Người này ăn chay nhưng đưa thịt cho người khác ăn. Chúng ta có thể phạm cùng lỗi lầm đó, có thể nghĩ cùng một cách. Đôi khi chúng ta có thể đã mua món gì đó không tốt, có chứa thịt hoặc trứng. Chúng ta không ăn, nhưng lại mang đi cho láng giềng, phải không? Quý vị có làm gì chưa? Dạ có. Tốt nhất đừng làm vậy trong tương lai. Hãy vứt bỏ, xé thành ngàn mảnh và vứt bỏ để người khác không bị rắc rối. Chúng ta cũng sẽ không bị nhân quả xấu về việc khuyến khích người khác ăn thịt. Một khi họ ăn và thích, họ sẽ đi ra ngoài mua thêm. Họ có thể quen với thức ăn có thành phần thịt. Bởi vì họ đã quen với việc ăn thịt. Sau khi họ ăn những gì quý vị cho, họ có thể nghĩ, ôi, thức ăn tôi dùng hôm nay tôi chưa bao giờ thử qua, thật ngon. Tôi phải đi tìm và mua thêm. Vậy thì không tốt. Tôi thường tặng người ta thức ăn chay. Ví dụ, khi tôi đi nơi nào đó và gặp những người như y tá, bác sĩ hoặc nhân viên văn phòng, tôi tặng họ một túi thức ăn. Ví dụ gần đây, tôi tặng người ta sô-cô-la thuần chay, không có trứng hay sữa. Có bán loại sô-cô-la như vậy, tôi không chắc là có bán ở Trung Quốc. Ở đây tôi có. Làm cũng rất đẹp. Cho nên tôi tặng người ta cũng có xúc xích thuần chay và cái gọi là bít tết chay, thịt heo chay vân vân, đều là chay. Hoặc gà chay đều là chay, không có sữa hoặc trứng. Vì vậy tôi giữ vài gói ở nhà. Tôi thường không ăn những món đó để có thể để dành cho người khác. Đôi khi khó tìm một số món như vậy, cho nên tôi để dành những loại hiếm đó để đãi khách. Láng giềng, khách đến thăm, hoặc những người tôi thăm, tôi tặng họ những món này cùng với tờ thông tin lối sống mới và tài liệu về trường chai, thuần chai và nạn hâm nóng toàn cầu. Đôi khi tôi cũng kèm theo giáo lý.
Có mọi tôn giáo nói về lối ăn không thạch, như từ đạo giáo, khổng giáo, thiên chúa giáo và hồi giáo, vân vân. Ta tặng họ thức ăn như vậy. Nếu họ quen với điều đó thì cũng là chuyện tốt. Họ sẽ biết được phải rồi, thức ăn chay cũng rất ngon. Khi bắt đầu thưởng thức, họ sẽ biết được, ồ, ăn thịt thật khủng khiếp, ghê tởm. Tôi sẽ chỉ ăn món này. Đôi khi sau khi tôi cho họ những món đó, họ thậm chí gọi lại cho tôi và hỏi, ngài mua thịt heo chay ở đâu vậy? Chẳng hạn như vậy, có thể cho tôi biết không? Đôi khi thức ăn là từ Đài Loan không xa, cho nên tôi không giúp được. Tôi bảo họ đi đến những tiệm Trung Hoa và đưa cho họ tên và hiệu để người ta có thể đặt mua cho họ từ Formosa, Đài Loan, Đại Lục hoặc những nơi khác. Ít nhất họ có hứng thú. Nếu không tìm được những món này, họ sẽ tìm những món tương tự. Tiệm Trung Hoa đôi khi họ bán thức ăn chay đóng hộp hoặc không đóng gói. Tôi cũng bảo họ tìm các tiệm thực phẩm lành mạnh, tiệm hữu cơ. Tìm hữu cơ để xem nếu có những món tương tự. Họ có tất cả món này bắt đầu từ một món ông ta thích. Thì ông sẽ tìm những món khác. Tôi cũng tặng ông ta nhiều loại thực phẩm khác nhau, một số không tìm được ở những tiệm địa phương. Một số có địa chỉ điện thư và địa chỉ bưu điện để họ có thể đặt mua. Đa số người không biết ăn thịt tệ thế nào và ăn chay tốt ra sao. Họ thật sự không biết. Làm sao họ biết được? Họ đã được dạy cách khác từ lúc nhỏ. Họ được dạy ăn thịt để được mạnh khỏe, vân vân. Sau khi lớn lên, họ tiếp tục sống như vậy. Khi có con, họ tiếp tục dạy con giống như vậy. Khi con của họ có con, chúng cứ sống giống như vậy. Do đó, sự việc trở nên quá tệ. Không phải người ta tệ. Họ thật sự không biết. Đó là bởi vì đôi khi báo chí đăng là ôi, sữa là tốt, bít tết tốt, làm quý vị khỏe mạnh, vân vân. Mỗi ngày quý vị nên ăn một lượng thịt nào đó và uống một lượng sữa nào đó. Đúng không? Chính phủ còn tiếp tục cho phép những quảng cáo như vậy. Bởi vì chính phủ cũng không biết. Chính phủ rất bận rộn, đôi khi người ta ngồi đó và trách chính phủ không làm thế này thế kia, nhưng thật ra chính phủ rất bận rộn. Họ có nhiều việc để lo toan. Mỗi phân bộ xử lý những việc khác nhau, thí dụ, một tổng thống hoặc chủ tịch dựa vào bộ trưởng y tế để báo cáo cho ông, phải không? Và bộ trưởng y tế thì dựa vào bộ y tế. Thí dụ, bộ ngoại giao và bộ nội vụ cũng dựa vào bộ y tế để báo cáo với họ. Bộ y tế dựa vào bộ thực phẩm để báo cáo với họ. Bộ thực phẩm dựa vào người bán thịt cá hoặc các nghiên cứu gia để báo cáo với họ. Bởi vì một bộ báo cáo cho bộ khác, chính quyền không cách nào để biết mọi việc trực tiếp. Cho nên chúng ta phải tự làm lấy nếu muốn xong chuyện. Chúng ta phải bảo người ta hợp tác với nhau thay vì trách chính phủ hoài. Cũng đừng chờ chính phủ nữa, thật tốt nếu chính phủ làm được. Bởi vì ngay khi chính phủ ban lệnh, mọi người sẽ chịu theo. Hãy nhìn việc cấm thuốc lá, từ lúc cấm nhiều người đã ngưng hút thuốc. Nhiều bệnh tật đã giảm, nhiều mạng sống được cứu vãn. Nhiều trẻ em khỏi phải hết khói thuốc. Cho nên mọi người đều mạnh khỏe. Quốc gia thịnh vượng và hùng cường hơn, tiết kiệm rất nhiều tiền, hàng chục tỷ Mỹ Kim. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong vài tháng. Nhiều bệnh tật đã giảm. Và bệnh viện không đầy ắp nữa. Đôi khi số bệnh nhân trong bệnh viện vượt quá sức chứa của bệnh viện. Cho nên nhiều bệnh nhân cấp cứu không vào được. Bởi đã có những bệnh nhân nhập viện rồi. Giờ đây số bệnh nhân đã giảm. Cho nên bệnh viện có dư phòng, phải không? Họ cũng tốn rất nhiều tiền xăng để đưa bệnh nhân tới lui, phải không? Tốn rất nhiều tiền thuế của người dân. Quý vị nghĩ tiền từ đâu đến? Nếu không ai trả thì quý vị phải tự trả. Một số quốc gia dùng tiền thuế để trả bảo hiểm cho người dân để họ được chăm sóc y tế miễn phí hoặc rất rẻ. Một số quốc gia không có hệ thống bảo hiểm như vậy, cho nên chúng ta phải trả bằng tiền túi của mình.
Đó cũng là tiền, phải không? Tiền giác giả kiếm được tốn hàng trăm tỷ Mỹ Kim ở Hoa Kỳ mỗi năm. Chẳng hạn như vậy, có bao nhiêu người đã chết? Có bao nhiêu người bị bệnh? Quốc gia đã tốn bao nhiêu tiền cho ăn thịt, uống rượu, hút thuốc và ma túy? Tốn rất nhiều tiền, tiền kiếm giác giả, tiền được trao cho chính phủ nhưng chính phủ không thể dùng vào những việc tốt hơn. Họ không thể xây trường học cho trẻ em, phòng tập cho người già, hoặc nhà ăn dưỡng để cho người ta nghỉ thoải mái, hoặc họ đi xây những tòa nhà sơ sài bởi vì không có đủ tiền. Các tòa nhà sẽ không được xây để cung cấp đầy đủ sự thoải mái. Đôi khi nhà ăn dưỡng giống như là nhà giam. Đó không là nhà ăn dưỡng mà là nhà giam. Do đó người ta rất đau khổ. Lúc trẻ họ làm lụng vất vả để kiếm tiền trả thuế, nhưng khi già rồi họ không nhận được lợi ích nào cả. Đó là gì? Tiền được dùng cho những bệnh nghiêm trọng. Những gì còn dư lại mới đem cho người già. Cho nên nếu tiền không phải dùng cho bệnh tật, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều. Nếu không có chiến tranh, chúng ta tiết kiệm thậm chí còn nhiều hơn và người dân sẽ hạnh phúc hơn. Sẽ không cần để nói đến thiên đàng, người ta sẽ đủ hạnh phúc rồi. Nếu người ta có thể sống trên địa cầu với đầy đủ y phục và thức ăn, một nơi để cư trú và có người chăm sóc khi họ về già, như vậy sẽ như thiên đàng, có phải vậy không? Đa số người họ không đòi hỏi quá nhiều, miễn là họ có thể sống an lành và có đủ ăn đủ mặc là họ vui vẻ rồi. Không ai đứng lên đòi hỏi chính quyền xây một tòa nhà lớn cho họ, mua thật nhiều thịt cho họ, hoặc cho họ đời sống xa hoa lúc tuổi già. Họ không màng quá nhiều khi lớn tuổi, miễn là có mái nhà che nắng che mưa, một nơi ấm cúng đủ thức ăn và có người chăm sóc họ khi họ bệnh. Hoặc già là họ không chịu nổi, nhưng chính phủ không thể dùng tiền vào quá nhiều chỗ, cho nên mặc dù nhiều quốc gia rất giàu vẫn có người vô gia cư không có nơi trú ngụ trong thời tiết giá lạnh, tới khi họ chết ngay trước tòa nhà chính phủ. Người ta không có chỗ để đi. Đôi khi một số người bị thất nghiệp thì nhà của họ sẽ bị tịch thu. Họ phải trả tiền nhà mỗi tháng, cho nên không có việc làm, họ không trả được tiền nhà nữa. Không nhận được tiền nhà trả góp, ngân hàng sẽ tịch thu căn nhà. Một khi căn nhà bị tịch thu, họ trở thành vô gia cư. Một khi vô gia cư, họ có cơ hội hơn để tìm một việc làm. Không có nhà, không ai muốn mướn họ. Đó là vì họ cần điền vào địa chỉ, vân vân. Có nhiều luật lệ, cho nên họ phải lang thang bên ngoài. Nếu quốc gia chúng ta tiết kiệm được tiền, người vô gia cư sẽ có chỗ để sống. Mặc dù họ thất nghiệp trong thời gian hiện tại, chính phủ vẫn có thể chăm sóc họ bởi vì có đủ ngân sách. Thí dụ, có biết bao người ở đại lục và mọi người đều đóng thuế, biết bao nhiêu tiền đã tiết kiệm được. Nếu không có bệnh tật và thiên tai, phải không? Nếu người ta uống rượu, đôi khi họ bị tai nạn xe cộ, chết vì đánh nhau hoặc đánh đập con cái. Khi một người bị say rượu, họ bị mất phương hướng, họ không biết ai là ai, hoặc mất tất cả tư cách, bởi vậy mới có nhiều tai họa xảy ra. Có nhiều tai họa thì cần nhiều sự chăm sóc. Tất cả những điều này liên quan với nhau. Chúng không phải là những vấn đề riêng biệt. Rồi tiền sẽ bị dùng vào sai chỗ. Bằng không, mọi người sẽ có thể sống an lành, sẽ có đủ tiền cho mọi người, sống một cuộc đời thoải mái dù không phải xa hoa. Quý vị có đủ để dùng với số tiền kiếm được bằng đôi tay của mình. Thật vậy, có lẽ nếu người ta không bị bệnh, hoặc sẽ không cần đóng thuế nhiều như vậy, cho dù họ phải đóng thuế, nhưng khi họ già, họ sẽ được cho nhiều hơn, không phải ít như vậy. Đó là vì chính quyền phải dùng tiền để giúp người có bệnh, chưa kể đến tai họa gây ra bởi nhân quả xấu của việc ăn thịt. Chúng ta không cần phải nói về nhân quả, hãy chỉ nói về trường chai. Ăn thịt làm tiêu hao rất nhiều tài nguyên của thế giới, cho nên có ít nước hơn, ít đất hơn, thậm chí ít dưỡng khí hơn và nhiều khí độc hơn. Đó là vì phải tốn kém rất nhiều để sản xuất một miếng bít tết, nhưng tốn rất ít để sản xuất một miếng đậu hũ để chúng ta ăn. Và đậu hũ cung cấp cùng số lượng chất bổ thật ra còn nhiều hơn thịt bít tết nữa.
và đậu hũ không có phản ứng phụ xấu nào. Cho nên không phải chỉ là về bệnh tật ăn thịt bít tết, không phải chỉ là gây ra bệnh hoạn thôi. Chúng ta không thể nói nếu từ bệnh tôi có thể đi bệnh viện không sao cả. Đây là lỗi của tôi và tôi sẽ tự chịu hậu quả. Không phải, nó sẽ ảnh hưởng người khác và cả thế giới. Đó là bởi vì ăn thịt làm hại rất nhiều người bằng cách gây hại môi sinh. Nó gây ra hầm nóng toàn cầu. Quý vị đều đã gặp tôi. Cho nên khi về nhà, xin hãy kiên nhẫn hơn và phát thêm tờ thông tin. Nếu quý vị không thể phát tờ thông tin, thì có thể nói với nhiều người hơn, làm bất cứ điều gì có thể. Nấu thức ăn chay cho người khác. Hôm trước, một người nói rằng cô ta và những sĩ tỷ khác cùng làm việc tại nhà, chuẩn bị những hộp cơm trưa mang đến công sở để bán. Họ bán giá rất rẻ, 40 đồng nhân dân tệ. Họ vẫn có thể kiếm tiền mặc dù họ bán thức ăn rất rẻ. Họ vẫn kiếm được tiền, nhiều người đặt mua từ họ. Họ có khoảng 200 phần đặt hàng mỗi ngày. Họ đang dự định bán thêm. Bây giờ những người khác cũng đang làm. Cô ta nói họ không cần đóng thuế, cũng không cần nhà hàng. Họ không phải lo lắng gì cả. Họ đầu tư với nhau một số tiền nhỏ cho việc giao cơm hộp. Họ làm việc chăm chỉ và để dành tiền kiếm được. Mỗi người làm việc với nhau bởi vì không ai lấy tiền lời. Vì vậy, tổng hợp lại họ có tiền dư để dùng chung. Rồi họ có thể làm bất cứ gì họ muốn. Họ có thể dùng tiền để làm bất cứ gì họ muốn. Có lẽ in tờ thông tin, nhiều tờ thông tin. Nếu có người bị bệnh cần giúp đỡ hoặc có người nghèo, họ cũng có thể giúp. Họ có thể làm bất cứ gì với số tiền đó. Tôi nghĩ như vậy rất hay. Họ làm với niềm vui. Rồi họ đang phát triển ngày càng rộng lớn, không cần có nhiều vốn. Cho nên họ không sợ mất tiền. Ví dụ nếu có ngày quý vị nấu thức ăn, nhưng không ai đặt hàng, hoặc phiếu đặt hàng bất chợt bị hủy bỏ. Quý vị có thể mang thức ăn về ăn và đóng cửa ngày đó, không gì cả, không tốn nhiều tiền. Đôi khi rất khó để mở nhà hàng. Quý vị có thể không có đủ tiền để mướn địa điểm cho nhà hàng hoặc mua nhà hàng đó. Nếu muốn mua, quý vị phải điền rất nhiều giấy tờ. Thậm chí sau khi mệt mỏi với việc ký giấy tờ, quý vị có lẽ vẫn chưa có một nhà hàng nữa. Đôi khi vào phút cuối, quý vị có thể bị cản trở, cho nên cứ đi giao cơm hộp. Quý vị sẽ không bị phiền toái với tình trạng đó. Họ nói rằng các sư tỷ đều làm việc cho một vài công ty nào đó. Cho nên hôm nay, một người lấy 20 hộp, người kia lấy 30 hộp, và người kia lấy 40 hộp, mang về công ty để bán cho đồng nghiệp ở đó. Thật tiện lợi và dễ dàng. Điều này cũng rất hay. Cho dù quý vị mở nhà hàng, quý vị cũng chỉ có 200-300 khách hàng mỗi ngày. Bây giờ họ cũng bán đến 200-300 hộp cơm mỗi ngày. Rất tiện lợi. Ít tốn kém và dễ quản lý, rất dễ làm. Họ không cần tổ chức gì cả. Không cần kiểm xem đất và phong thủy. Đôi khi mua nhà hàng, quý vị phải kiểm lại ngay cả khi có đủ tiền nữa. Phải xem nếu địa điểm có lý tưởng và phong thủy có tốt không. Phải mời chuyên viên phong thủy đến xem qua. Rồi thì có rất nhiều giấy tờ phức tạp phải lo liệu. Cho nên nếu quý vị không mở được nhà hàng, hãy làm thế này. Được chứ? Dạ. Đây là ý kiến hay. Tôi thật vui khi nghe về điều này hôm qua. Các đồng tu Bắc Kinh hiện đang làm điều này. Chúng con đang dự định quảng bá cơm hộp ở Bắc Kinh. Bởi vì thị trường ở đó lớn, khoảng 16 triệu hộp cơm trưa được phục vụ mỗi ngày. Số lượng cơm hộp trị giá khoảng 16 triệu nhân dân tệ. Quý vị cũng đang làm cơm hộp? Dạ, tuyệt vời. Không chỉ ở Đại Lục, những nơi khác cũng có thể làm. Không có vấn đề gì nếu làm cách này, miễn là chúng ta giữ cho hợp vệ sinh. Phải vệ sinh ngon miệng và rẻ tiền đúng như cách người ta thích. Nếu quá đắt tiền, thì người ta thà tự làm cơm lấy. Cho nên chúng ta phải nghĩ một cách hợp lý và cũng có chút lợi nhuận. Nếu không có lợi nhuận thì không mua được nồi mới. Nếu như nồi cũ bị bể. Nếu dùng cạn tiền mà mình có thì sẽ phá sản. Sau khi chạy quá nhiều dặm bánh xe cũng mòn, đúng không? Quý vị vẫn sẽ cần xe mới, thậm chí xe đạp cũng cần bánh xe mới, cho nên cần phải cho vừa đúng. Quý vị không thể bỏ đói mình để cứu người khác. Cứ theo cách các vị sư tỷ đó làm. Quý vị biết họ là ai không? Hôm qua họ ở đây, hoặc hôm trước. Tôi không biết họ từ tỉnh nào đó.
Thượng Hải ạ. Thượng Hải. Quý vị biết họ? Formosa, Đài Loan ạ. Hồng Kông, Cao Hồng. Có người như vậy, Cao Hồng. Dường như cũng có người như vậy, Hồng Kông, tốt tốt. Chúng ta làm việc này khắp mọi nơi như vậy tốt. Rất tốt, tôi rất vui. Điều đó tốt bất kể thiết lập ở đâu. Đôi khi mặc dù bán giá rẻ, với số lượng lớn chúng ta vẫn kiếm được tiền. Nếu quá đắt sẽ có rất ít người chịu mua, do đó chúng ta không những không kiếm được tiền mà còn bị lỗ. Cho nên nếu tính rẻ chúng ta có thể bán nhiều hơn và rồi có thể phát triển thương nghiệp. Điều này thật tuyệt vời. Chúng ta không cần mở nhà hàng. Nếu có thể mở nhà hàng chúng ta sẽ làm. Cũng rất tốt khi có một địa điểm. Nếu không thể làm cơm hộp là cách tốt nhất. Một số nhà hàng cũng bán cơm hộp. Dạ, hay lắm. Tình thế ngày càng khá hơn. Có lẽ khi người trên địa cầu kiếm đủ công đức, thế giới có thể cứu vãn được. Ta nói có thể. Đó là mơ ước của tôi. Tôi vọng sẽ thành sự thật. Nhưng ta nói với quý vị, chúng ta phải chuẩn bị, biết không? Dạ. Khi về nhà, quý vị trồng rau hoặc cây trên đất của mình. Hoặc ở quanh nhà. Nếu trồng cây, quý vị không cần tưới nhiều. Và luôn luôn có trái để ăn. Ăn trái cây cũng no bụng. Tôi không nói những loại trái ngọt thôi, mà có nhiều loại trái. Kể cả dưa hấu, dưa leo, bầu, mướp. Và đu đủ. Đu đủ. Phải, đu đủ. Và dưa đá. Tôi gọi chúng là dưa đá bởi vì chúng có thể mọc cả trên đất đá. Thông thường thực vật phải trồng trên đất màu mỡ. Nhưng có một số có thể trồng giữa đá, cho nên tôi gọi chúng là dưa đá. Trồng bất cứ gì có thể trồng những loại dễ mọc, ăn no bụng và bổ dưỡng, mọc nhanh và không cần quá nhiều nước. Vì chúng ta có thể sống bằng bất cứ gì. Cho nên có thể sống bằng bất cứ gì, miễn niềm tin mình vững mạnh. Thượng đế sẽ không để chúng ta chết. Nếu có niềm tin và lòng tốt, chúng ta không thể chết. Vấn đề không phải là chết hay sống. Khi sống, mình sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Và khi chết, mình chết trong an bình với tâm đơn thuần. Chúng ta chết với nụ cười, chúng ta đến và đi khi thời điểm đến. Không có gì trọng đại khi còn sống nên chuẩn bị. Trồng một ít trái cây, cho dù không ăn sau này, chúng ta có thể tặng láng giềng. Trồng loại trái ngon, trồng loại cây sản xuất, những trái bổ dưỡng. Nếu gì ăn không hết, có thể làm mất. Và tặng bạn bè, cũng vui. Quý vị cũng có thể bán. Thưa sư phụ, con tự trồng rau lấy đã 2 năm rồi. 2 năm? Dạ, con có một mảnh đất khoảng 2 mẫu. Sản xuất đủ không? Chúng con ăn không hết và có ai đến thăm thì còn mang tặng đồng tu hoặc bán cho họ. Con dùng phân bón hữu cơ cho nên rau cải mọc rất đặc biệt tốt. Phải. Có một nông gia rất hiếu kỳ, ông nói ông cũng trồng rau, nhưng chưa bao giờ mọc tốt như của con. Các sư tỷ biết chúng ta tại sao trồng rau cải mọc tốt như vậy. Dĩ nhiên quý vị có tu hành, có tình thương. Rau cải mọc bằng tình thương. Dưa leo của con mọc lớn bằng một trái bí ớt. Tôi đã thấy chúng. Lúc ở Hùng Gia Lợi, tôi ở tại một trung tâm một thời gian. Một sư tỷ đó cũng biết cách trồng rau mà không hại đến chúng sinh nào. Cô trồng rau cải hữu cơ. Là hữu cơ, không phải có sơn. Cách cô trồng không hại nhiều chúng sinh. Dạ phải. Dễ hơn nếu trồng những loại rau cải không đòi hỏi phải đào hay cắt. Như đậu cũng là một loại trái. Bất cứ loại trái nào mọc trên cây, dưa leo cũng là một loại. Một số trong giống ngón tay, như nhiều loại đậu hay bí, chúng đều được kể là trái. Ăn cũng giống rau cải và rất tươi mát. Trái cây không chỉ là cam hay táo thôi. Không. Những trái bắp ngọt, ăn rất ngon. Chúng con có thể ăn sống. Phải, đôi khi ở trung tâm Hùng Gia Lợi. Tôi có một đồng tu trồng gì đó, không phải dưa leo, mướp ý. Trái giống như dưa leo. Nhưng trái của cô ta lớn bằng cái đầu của tôi. Và dài cỡ này. Tôi không nói đùa, đó là sự thật.
Nếu quý vị đi không gia lợi, quý vị sẽ thấy cô ta không trồng nhiều, chỉ vài luống, vì cô chỉ có một mảnh đất nhỏ nhưng ăn không hết. Cô ta thường mang đến trung tâm để tặng. Trái thật lớn, to cỡ này, và dài thế này. Tôi chưa hề thấy hoa mướp Ý trồng như vậy, lớn như trái bầu. Chúa ơi, khổng lồ. Và thật ngon, rất ngon. Chúng tôi ăn không chán và ăn hoài không hết. Thật đặc biệt. Cô không dùng phân bón gì cả, chỉ phủ lên cây cỏ khô thôi. Cô học phương pháp đó từ người Helmut ở Áo. Cô học cách trồng đơn giản để tránh làm hại đất đai quá nhiều. Cứ xoay một lỗ đất bằng ngón tay và bỏ hạt giống vào đó, và rồi đậy với cỏ khô để giữ chất ẩm trong đó. Cách này hơi ẩm sẽ không bốc hơi, cho nên không cần phải tưới nhiều. Chỉ dùng phương pháp này, rau cải của cô mọc rất lớn. Tôi cũng biết cách này trước đây đã lâu, lúc sống trong chùa tôi cũng trồng như vậy. Họ có một cây nhỏ như thế này, mấy năm rồi nó không mọc, vàng vọ, ốm yếu. Sau khi tôi đến đó, tôi tưới cây đó, đôi khi tôi còn đổ vào trà còn dư lại từ chùa. Nó mọc lên đây cả gian phòng, đến nỗi tôi phải ngồi trong một góc. Nguyên thủy nó được đặt gần cửa sổ. Thật vậy, tôi không nói đùa, nó trông như thế này. Một cây nhỏ hơn cây này và thấp cỡ này. Ở trong một chậu nhỏ, sau khi tưới nước vài ngày, nó bắt đầu mọc. Rồi nó trở thành quá lớn nên ta chuyển sang chậu lớn, rồi nó nhảy vọt lên. Nên ta chuyển sang chậu càng lớn hơn nữa và nó càng mọc lớn hơn, nó trở thành lớn như thế này. Và vươn rộng đến cả căn phòng. Sau này lớn lên quá nên ta phải cắt ra. Rồi trồng mỗi phần trong một chậu nhỏ. Tôi đặt chúng bên đường để người đi ngang qua có thể lấy, bằng không tôi thậm chí không bước vào phòng được. Một cây nhỏ như thế này biến thành một khu rừng. Cho nên nếu chúng ta tu hành thì có thể sống trong bất cứ điều kiện nào. Cho dù chúng ta không ăn cũng không sao. Ý tôi là chúng ta phải tin tưởng Thượng Đế, lực lượng vạn năng toàn vũ. Quý vị có thể gọi lực lượng này là đạo, Thượng Đế hoặc Phật tánh, không hề gì. Từ lực lượng này vạn vật có thể tạo thành. Hãy xem quả mướp Tây làm sao có thể mọc lớn như vậy. Mướp Tây chỉ mọc từ đất một cách tự nhiên. Loài người cũng có thể trực tiếp hấp thu dưỡng chất cách này. Do đó nhiều người có thể sinh tồn mà không cần ăn. Họ có thể sống bằng năng lượng mặt trời. Có người nói họ sống bằng không khí, bằng năng lực của địa cầu, hoặc năng lực của rừng cây, có thể sống bằng bất cứ trong số cách kể trên. Có thể ăn bất cứ gì chung quanh mình. Hãy xem, mướp Tây chỉ hấp thu những gì nó cần và mọc lớn thành trái mướp. Một số thật nhỏ mặc dù mọc trên cùng mảnh đất. Một số người có thể trồng chúng thật lớn, nên tùy vào người trồng. Như quả mướp Tây đó, mọc thành cỡ lớn như vậy. Nó trông giống trái bầu lớn nhất. Thật đó, thật lớn. Và cô ta có nhiều trái, không chỉ một. Với một trái cỡ này, cả gia đình thậm chí ăn không hết. Nó lớn bằng cỡ này. Ở Tô Cách Lan, một số người trồng khoai lang cũng với nhiều tình thương, và khoai lang mọc lớn bằng đầu người ta. Ở Hoa Kỳ có một số người trồng bí đỏ, chúng lớn bằng một cái ghế. Hàng năm họ có nhiều cuộc thi. Họ thi xem cái bí nào là lớn nhất, và họ được giải thưởng một số thật khổng lồ. Quý vị có thể thấy trên TV. Bí thật khổng lồ, mặc dù là cùng loại, một số người có thể trồng lớn đến cỡ này do tình thương của họ. Nhiều năm trước tại Hoa Kỳ, trong sách của Yogananda có nói về điều này phải không? Một người Hoa Kỳ đến học với Yogananda và sau này trở thành một thánh nhân. Bất cứ gì ông trồng cũng trở thành thật lớn và đẹp. Ông trồng một số cây có gai như hoa hồng. Ông bảo cây đừng mọc gai nữa, và cây đã làm theo. Ông tu đến một đẳng cấp có thể khiến bất cứ gì nghe lời ông, ngay cả cây cối cũng nghe lời ông. Tôi nghe nói nữ hoàng Gió Tắc Thiên cũng thử làm điều này phải không? Một lần, một cây mẫu đơn không nở phải không? Dạ, bà hạ lệnh cho hoa nở, nhưng hoa không nở bởi vì hoa bất bình. Những cây mẫu đơn đó không đồng ý với bà, cho nên hoa không nở cho bà khi đến lúc. Khi đó, bà phải dời hoa đó đi nơi khác.
Cho nên nếu mình có lòng thương, mọi vật sẽ lắng nghe chúng ta. Như lão hòa thượng Quảng Khâm phải không? Thậm chí cọp cũng không ăn thịt ông. Những con cọp thậm chí muốn theo ông, cả gia đình của nó. Cọp đực, cọp cái, cọp con, tất cả đều theo ông. Cọp muốn theo ông. Đây là chuyện có thật, bởi vì tôi đích thân hỏi ông về điều này. Tôi ở Đài Loan không xa vào lúc đó, và có viếng thăm ông. Tôi hỏi thầy, có phải thầy cảm hóa được con cọp đó không? Điều này có thật không? Ông nói phải, ông không nên nói. Đây là chuyện thật, không phải giả tưởng. Đồng thời, sư cô hội phù cũng là người Đài Loan không xa. Không xa đã sinh ra khá nhiều thánh nhân, phải không? Bà cũng không ăn suốt vài thập niên, phải không? Dạ, 20 năm, bà không ăn suốt 20 năm. Bà chỉ niệm chú Đại Bi. Tất cả nhà sư theo bà trong đầy đặn hầm hào và tuấn tú. Những vị sư đó làm việc rất cực. Họ phải làm việc mỗi ngày. Họ dậy sớm để tụng kinh. Và rồi bắt đầu làm việc. Họ ăn thức ăn dư thừa từ ngày khác. Khi khách đến, họ chỉ nấu một nồi mì. Và rồi cho một ít rau dại và mì. Cùng với một ít đậu hũ hay gì đó. Và rồi họ dọn món này cho khách ăn. Họ dọn thức ăn trong thao, trông giống như một cái thao nhỏ. Sau khi khách ăn xong, họ mang ra một cái thao khác. Quý vị ăn ngày một bữa được không? Dạ được. Nói quý vị nghe, khi chúng ta thật sự bận rộn, ăn chỉ ngày một bữa cũng đủ, không hề trọng gì. Thật ra chúng ta có thể bỏ ăn, chỉ vì chúng ta sẽ chán. Nếu không có gì để ăn, vì vậy chúng ta phải ăn. Thật vậy. Nếu chúng ta có nhiều chuyện hứng thú để làm, chắc chắn mình sẽ quên ăn, sẽ không quan tâm. Cho nên nếu thật sự có niềm tin mạnh mẽ, chúng ta không ăn cũng không sao. Khi hoàn cảnh ép buộc, có lẽ mình có thể làm vậy một thời gian, bởi vì lúc đó mình sẽ chú tâm hơn, biết rằng mình không thể ăn và không có lựa chọn. Cho nên chúng ta có thể tọa thiền. Ý tôi là ngay cả cây cối, rau cải cũng có thể tự nuôi dưỡng họ bằng lực lượng vũ trụ. Và mọc lớn như vậy thì là người chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên nếu quý vị gặp hoàn cảnh nào đó, đừng sợ. Nhưng tốt nhất là quý vị trồng một ít rau cải, để nếu quý vị chưa đạt đến đẳng cấp nào đó, quý vị cũng có thể có thức ăn để ăn. Chúng ta có kế hoạch B, nhưng kế hoạch dự phòng nghĩa là chuẩn bị sẵn. Lỡ như không sống được chỉ bằng không khí, chúng ta vẫn có một ít rau cải trồng ở nhà để sống. Ví dụ quý vị chỉ trồng một ít khoai lang hoặc rau lang, chúng sẽ tiếp tục mọc, nhánh và chúng mọc lại mỗi năm, phải không? Dạ. Khoai lang rất dễ trồng. Rất bổ dưỡng và quý vị có thể ăn. Khoai tây giống như khoai lang phải không? Cũng rất dễ trồng, tôi phải nói. Một khi trồng rồi nó cứ mọc tự nhiên, năm này sang năm khác. Đó là điều tôi nghe. Có phải vậy không? Tôi chưa hề nghiên cứu qua, quý vị có thể trồng không? Vâng không, cứ trồng một ít khoai lang thì quý vị không sao. Trồng khoai lang, khoai rất ngon và lá cũng ngon. Khi không có gì để ăn, chúng ta ăn gì cũng tốt. Có thể ăn món này và hấp thu năng lượng vũ trụ cùng một lúc. Nghĩa là năng lực từ thiên nhiên. Chúa Giêsu cũng nói, đừng lo về chuyện xảy ra ngày mai. Hãy nhìn qua quẻ ngoài đồng, Thượng Đế cũng chăm sóc chúng và chúng mọc tươi tốt. Cỏ cây đều có thể nương vào dưỡng chất thiên nhiên để tự nuôi dưỡng. Loài người chúng ta sợ đủ thứ. Chúng ta sợ đói, sợ chết và đủ điều. Đó là bởi vì chúng ta đã được dạy như vậy từ lúc còn bé. Nếu được dạy khác đi thì chúng ta sẽ khác. Do đó không phải lỗi quý vị. Quý vị bây giờ lớn hơn và khó thay đổi hơn. Nhưng quý vị vẫn cần cố gắng tối đa. Được chứ? Cố gắng tối đa. Thời xưa một số người tu hành sống ở sa mạc. Và Thượng Đế ban cho họ một loại thức ăn gọi là manna. Họ tưởng manna trông như một miếng ngọc từ trên trời rơi xuống, hoặc như xương trên cỏ và rồi những người này ăn. Có lẽ không phải như vậy. Manna nghĩa là sự mãn nguyện bên trong. Quý vị nói với chính mình, từ đây trở đi tôi sẽ không cảm thấy muốn ăn. Nếu tôi không có gì để ăn, tôi vẫn sẽ vô sự. Quý vị nên nói với chính mình trong một cách như vậy. Dạ rồi, chính quý vị, đó là điều tôi nghe nói. Quý vị có thể làm thử rồi sẽ biết có phải thật vậy không. Các tế bào sẽ lắng nghe quý vị rồi chúng sẽ thay đổi. Và chúng sẽ nói, được rồi, từ nay trở đi chúng ta không cần tiêu hóa thức ăn nữa. Như vậy sẽ tiết kiệm thêm năng lượng. Phải, quý vị có thể làm được. Chỉ vì nếu không có gì ăn mỗi ngày,
thì quý vị có thể cảm thấy chán, nhưng không có nghĩa là quý vị không làm được. Khi thời điểm đến, cứ thử xem, được chứ? Dạ. Khi quý vị về nhà, hãy thử vài ngày, đừng làm quá lâu. Ông ta nói thật tốt là sư phụ khuyến khích mình ăn chay, nhưng hơi khó để khiến toàn thể dân số ăn chay. Dĩ nhiên, tôi cũng biết vậy, nhưng điều này có thể xảy ra một ngày nào đó. Nếu người ta không còn lựa chọn nào khác, họ sẽ ăn chay, bởi vì thậm chí nước bây giờ cũng khan hiếm. Dạ đúng vậy, đất đai đang biến thành cằn cỗi vì thiếu dưỡng chất. Vàng đá tàn chảy và khí hậu đang trở nên ấm hơn. Chúng ta còn không đủ rau để nuôi người, đừng nói chi thú vật. Sau này khi người ta ngày càng có ít sự lựa chọn hơn, họ chắc chắn sẽ ăn chay. Hoặc vào lúc đó, rất ít người sẽ tiếp tục ăn thịt, và việc ăn thịt sẽ trở thành bất hợp pháp. Đúng vậy, trước đây cờ bạc, uống rượu và dùng ma túy là phi pháp. Ngay cả bây giờ vẫn còn phi pháp. Lúc xưa người ta không biết và nghĩ rằng những thứ này không sao. Bây giờ họ biết những thứ này là không tốt. Hồi xưa uống rượu vốn đã không tốt và bị cấm. Rồi người ta bắt đầu bán rượu lậu. Cho nên các nhà lập pháp nghĩ, ôi thôi kệ, đó là bởi vì nếu tiếp tục cấm, người ta sẽ càng bán lậu nhiều hơn. Họ nghĩ nếu hợp pháp quá, người ta sẽ bán ít đi, nhưng kết quả không như vậy. Khi một người nghiện rượu, họ sẽ kéo theo người khác uống với họ. Một điều khác họ nhận thấy rất lạ lùng, họ nói với chúng con trong một cuộc đối thoại, sư phụ có gì thật tốt với mọi người, tại sao vậy? Thật tốt với mọi người? Thật tốt với mọi chúng sinh. Mục đích của Ngài là gì? Làm sao họ biết tôi tốt với mọi chúng sinh? Họ thấy nhiều điều tốt sư phụ đã làm. Mà sư phụ chưa hề làm điều gì không tốt. Tôi thương họ. Đến lúc khi tôi ra ngoài để gặp người ta, tôi xem họ cũng giống như quý vị. Tôi thương mọi người. Tôi thương con người, thú vật và dạng vật. Tôi không thể ngừng thương họ. Cho dù tôi muốn cũng không làm được. Tôi thấy gì cũng thương. Cảm thấy yêu thương và thương mỗi người tôi gặp. Khó cho tôi thay đổi bản chất thương của tôi. Gặp ai tôi cũng đối xử như thân quyến của mình. Tôi không thay đổi được tinh thần này. Tôi thương yêu và tin tưởng bất cứ ai tôi gặp. Tôi xem họ y như quý vị vậy. Tôi không hoài nghi bao giờ. Tôi chỉ biết khi họ bắt đầu làm điều xấu. Khi đó tôi nhận ra, thì ra họ không giống như mình. Nhưng tôi vẫn không giận người đó. Những người nào ra về, Thượng Đế gia trì quý vị và thuận lộ bình an. Cảm ơn sư phụ. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai. Càng tọa thiền, hoàn cảnh sẽ càng thay đổi. Dù quý vị không cầu, nó cũng thành sự thật. Được chứ? Tốt. Sẽ gặp quý vị về sau. Hãy trở về phụng sự thế giới. Dạ. Giúp đỡ quê hương quý vị. Dạ. Trung quân và ái quốc, đó là điều quý vị nên làm. Nếu quý vị không có vua, thì trung thành với chủ tịch đảng. Hãy trung thành với đảng. Đảng của quý vị là vua, bất cứ chính quyền nào quý vị có, quý vị phải ủng hộ. Nếu quý vị than phiền thì có thể gặp chính quyền càng tệ hơn, luôn là như vậy. Thậm chí trả tiền lời cao hơn. Ta đã nói trước kia rằng chính phủ rất bận rộn, họ không chỉ phụ trách vài chuyện, đôi khi chính phủ chưa thể giải quyết vấn đề hầm nóng toàn cầu, bởi vì họ có quá nhiều việc phải giải quyết, nhiều nghị sự phải làm. Cho dù họ không muốn giải quyết những việc này cũng không được, bởi vì mọi sự việc đã được sắp xếp một năm trước rồi. Thí dụ nếu vị chủ tịch cần đến nơi nào đó hôm nay hay ngày mai, hoặc cần làm điều gì vào ngày kế hoặc 3 ngày sau, nhân viên của ông đã sắp xếp mọi việc theo từng bộ. Ông không thể làm gì khác hơn về điều đó. Ông không thể viếng thăm tất cả mọi nơi mỗi ngày. Cho nên đừng nghĩ rằng làm viên chức chính phủ là điều tốt lành và than phiền về họ. Tất cả chính phủ đều như vậy. Họ rất bận rộn với đủ mọi chuyện đó ngoại và đó nội. Họ còn phải đối phó với thiên tai và những tình trạng khác khắp nơi. Và bảo vệ quốc gia bằng không nếu quốc gia trở nên yếu nhược và người dân không đoàn kết, những quốc gia khác sẽ đến xâm chiếm. Cho nên cũng rất khó để làm việc trong chính phủ. Cấp bậc càng cao thì càng nhiều nhức đầu. Mọi việc đều quy lỗi cho họ, ai cũng đến với họ với đủ loại câu hỏi. Nhân viên cấp dưới thì hỏi ông bất cứ điều gì, dù họ hiểu hay không, và họ trách ông về mọi điều. Họ nhờ ông giúp đỡ về mọi điều, cho nên rất khó cho ông. Không ăn, không ngủ gì được.
Đúng vậy, không phải dễ vậy. Nếu nhân viên sáng trí, thông minh và trung thành thì không sao. Nhưng một số thì không sáng trí, thông minh hoặc giúp ích gì. Họ gây rắc rối còn nhiều hơn. Hoặc hỏi đủ loại câu hỏi khó khăn. Họ thích đến gần ông. Bởi vì ông là người cao nhất cho nên người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để đến gặp ông. Cho nên rất khó cho ông. Cho nên quý vị phải giúp chính phủ của mình hơn. Quý vị làm bất cứ gì để có thể giúp người dân. Như vậy, chính phủ mới có thể có chút thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi quý vị giúp xong thì ra về. Đứng ở đó chờ chính phủ đến, chụp ảnh. Hay ban thưởng loại quy chương. Phải vừa điều kiện, được chứ? Tất cả quý vị đều phải như vậy. Đi đến đâu quý vị cũng là đại biểu của tôi, là một đoàn thể yêu thương do điều kiện. Thế giới này thiếu tình thương cho nên chúng ta phải cho, không thể nhận, được không? Bây giờ quý vị biết rồi, gặp quý vị sau. Cảm ơn sư phụ. Hành thiện, làm tốt, và đó là cách quý vị nên sống.